Xin kính chào tất cả quý vị khán giả và các bạn đã trở lại với kênh của Cali Sài Gòn, và xin chúc cho tất cả quý vị được nhiều sức khỏe. Vâng, hôm nay chúng ta không nói về những chuyện thường ngày như là cuộc sống Mỹ, đời sống Mỹ, vân vân và vân vân. Bây giờ hôm nay chúng ta lạm bàn về chính trị một chút xíu các bạn ha. Mình đôi lúc cũng follow, cũng theo dõi tình hình chính trị Mỹ như thế nào hoặc ở đất nước Việt Nam như thế nào. Mình thì hôm nay không có bình luận, hoặc là chúng ta không có đi sâu vào cái vấn đề chính trị, mà chúng ta chỉ nói theo những cái tờ báo đã phổ biến rộng rãi trên đất nước Mỹ và ở Việt Nam. Thứ nhất là về cuộc bầu cử năm 2024 giữa ông Trump và ông Biden, một bên là Dân Chủ và một bên là Cộng Hòa. Và chúng ta sẽ nói về ông Võ Văn Thưởng, Chủ tịch nước Việt Nam, tại sao từ chức. Vâng, bây giờ chúng ta sẽ đầu tiên nói về ông Biden và ông Trump. Ông Biden là tổng thống của đất nước Mỹ 4 năm qua. Có nhiều người không thích cái cách làm việc của ông Biden vì cái cách sao đỡn, với lại không có uy tín vì với lại trên chính trường quốc tế. Nhưng cũng có rất nhiều người thích ông vì cái cách mà đảng của ông lo cho người dân như thế nào. Cũng giống như là cơn đại dịch vừa qua, chúng ta hưởng được tiền này, tiền kia, tiền nọ, nhưng mà sau đó chúng ta phải đóng thuế lại, con cháu chúng ta phải đóng thuế lại những cái số tiền đó. Còn một số người thì lại thích ông Trump và cho rằng ông Trump rất là người cứng rắn, ông có một tiếng nói trên chính trường chính trị quốc tế, và những đất nước khác sợ cái uy tín của ông Trump. Ông ta nói là làm. Hiện giờ thì những người di dân bất hợp pháp, di dân lậu ở khắp mọi nơi, họ ngày xưa họ đi tràn qua nước Mỹ các bạn, như là người Mexico, Columbus, mấy nước kia đó, họ vượt qua con sông rồi họ đi bộ Mexico, họ đi vào đất nước Mỹ. Bây giờ thì không. Có nhiều người đến từ phía châu, có nhiều người đến từ Việt Nam luôn, có người đến từ Trung Quốc, Lào, Campuchia, họ đi đường máy bay, rồi họ đi trung chuyển thế nào đó, rồi họ tới biên giới của Mỹ, và Mỹ sau đó họ xé passport và họ đi di dân lậu vô. Ông Trump thì đảng của ông ta đã nói rằng khi mà nếu ông tái đắc cử thì ông ta sẽ chặn lại cái làn di dân bất hợp pháp, tại vì không thể nào bắt nước Mỹ chịu và phải trả cả tỷ đô một ngày. Các bạn có tin thường không? Hơn 500 tỷ cho một năm lo về vấn đề di dân lậu. Tại vì các bạn biết một ngày biết bao nhiêu người di dân lậu sang, không phải là chỉ lo cho họ ăn uống đâu, phải cho y tế, chăm sóc sức khỏe, rồi trẻ em, vân vân và vân vân, rất là nhức đầu các bạn ha. Vâng, chúng ta không có bàn luận về vấn đề đó, cái đó là chuyện của nhà nước, để là nhà nước lo. Bây giờ chúng ta sẽ nói về chuyện bầu cử 2024. Tổng thống đương nhiệm Joe Biden và người tiền nhiệm Donald Trump đã giành đủ số phiếu của đại biểu để đại diện đảng bước vào vòng tuyển cử của tháng 11 tới. Bây giờ là tháng 3 rồi, còn có 8 tháng nữa thôi. Phát biểu sau khi giành đề cử, ông Biden nói cảm thấy vinh dự khi được cử tri ủng hộ, đồng thời nhắc rằng mối đe dọa từ ông Trump nghiêm trọng hơn bao giờ hết. Ông ta vinh dự được đề cử để có thể là tái đắc cử, nhưng ông ta cũng không quên là cái mối đe dọa từ ông Trump. Giống như mà ngày xưa Chu Du nói trời xanh du còn chi xanh lượng, không, ông Biden nói trời xanh ta còn xanh chi ông Trump này nữa, để làm cái gì. Tuy vậy, tuổi tác của ông Biden là một vấn đề lớn khiến cử tri bâng khuâng. Trong một cuộc khảo sát của tờ New York Times gần đây, 73% số cử tri Mỹ được hỏi cho rằng ông Biden hiện giờ đã là 81 tuổi, đã quá già để làm tổng thống. Trong khi đó, ông Trump với khẩu hiệu tranh cử nước Mỹ trên hết tuyên bố sẽ đóng biên giới và tiến hành chiến dịch trục xuất chưa từng có nếu thắng cử. Trong một số cuộc thăm dò ý kiến, cử tri Mỹ tỏ ra không quá mấy mặn mà về viễn cảnh một trong hai ông trở thành tổng thống trong 4 năm tới. Tuy nhiên, hiện tại họ không còn lựa chọn nào khác.
Bạn thích ai làm tổng thống trong nước Mỹ nhiệm kỳ sắp tới đây? Thì mời các bạn để lại ý kiến và những lời bình luận nhé. Quý vị đợi mình một chút xíu nha. Quý vị thích ông nào? Ông Biden hay là ông Trump? Tổng thống Joe Biden và người tiền nhiệm là ông Donald Trump đã đủ sức đại biểu cần có để ra tranh cử tổng thống theo dự báo của CBS. Vào thứ Ba, ngày 12 tháng 3, 4 trang 1 lãnh thổ và cộng đồng cử tri dân chủ ở nước ngoài đã tổ chức bầu cử sơ bộ. Kết quả từ các cuộc bầu cử sơ bộ ở trên gần như đảm bảo một cuộc tái hiện lại cuộc bầu cử tổng thống của năm 2020. Việc đề cử ông Biden và ông Trump sẽ được thực hiện tại các đại hội toàn quốc của đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa mùa hè sắp tới. Vào tối thứ Ba, vị tổng thống 81 tuổi nói rằng ông vinh dự khi cử tri ủng hộ ông tái tranh cử trong cái thời điểm ngay bây giờ, và cái mối đe dọa mà ông Trump mang đến sẽ lớn hơn bao giờ hết. Đó là lời cảnh cáo của ông ta. Theo như mọi người thấy thì ở bên Dân Chủ không có ai có uy tín hơn ông Biden. Còn ở bên phía Cộng Hòa thì sao? Thì cũng vậy. Việc dẫn các xu hướng kinh tế tích cực, ông Biden khẳng định rằng đang trên đà hồi phục nhưng vẫn còn đối mặt với các thách thức cho tương lai của nền Dân Chủ và thách thức từ những người tìm cách áp đặt hạn chế phá thai và cắt giảm các chương trình của xã hội. Tôi tin rằng người dân Mỹ sẽ chọn cùng nhau tiến vào một cái tương lai mới, ông Biden tuyên bố trong một thông cáo được phát đi từ ban vận động tranh cử. Vị trí tổng thống đương nhiệm cho ông Biden một lợi thế tự nhiên, giúp ông không phải đối mặt với đối thủ đáng gờm để giành lấy vị trí đề cử của đảng Dân Chủ. Dù vẫn còn đó nỗi lo lắng khôn nguôi rằng tuổi tác sẽ hạn chế năng lực thực hiện các nghĩa vụ của tổng thống Biden, nhưng guồng máy của đảng vẫn ủng hộ ông. Thật ra 81 tuổi rồi thì nó có nhiều cái lẫn trí lắm các bạn. Cái này là mình nói chung chung thôi chứ mà mình không phải nói ông Biden nha. Các bạn có nghĩ rằng người nào 80 tuổi còn minh mẫn không? Tôi thì cho rằng không. Tôi cho rằng cái người có thể là có sáng kiến minh mẫn làm việc tích cực thì ở độ tuổi từ 50 tới 70 mà thôi. Qua hơn nữa thì chúng ta ai nấy đều sức yếu hết trơn rồi các bạn ha. Cùng thời gian, cựu tổng thống 77 tuổi Donald Trump vẫn được cử tri Cộng Hòa yêu thích, giúp ông thắng hàng loạt cuộc bầu cử sơ bộ trước đó để các đối thủ thắng trước các đối thủ đó để đi vào cái cuộc tranh cử sắp tới đây. Ông Trump cũng cam kết sẽ tăng cường chống tội phạm, đẩy mạnh sản xuất năng lượng nội địa, đánh thuế nhập khẩu nước ngoài, chấm dứt cuộc chiến của Ukraine và quay lại hướng tiếp cận nước Mỹ là trên hết. America first. Khi xử lý các vấn đề ngoại giao. Tôi thích cái người làm việc của Mỹ đó các bạn, người công dân Mỹ cũng gì nè. Cái việc đầu tiên là nước Mỹ cái hả? Rồi đợi với chúng ta. Hãy hỏi chúng ta đã làm gì cho nước Mỹ, đừng hổ nước Mỹ làm gì cho chúng ta. Cả hai sự tái cử cũng giống như là con đường này đã được đinh sẵn rồi đó các bạn. Mặc dù các cuộc khảo sát trước đó cho thấy sự không hài lòng của người dân Mỹ với viễn cảnh là tái đấu ông Trump và ông Biden vào tháng 11 tới. Các cuộc bầu cử sơ bộ và họp kín để chọn ứng cử viên tranh cử tổng thống Mỹ là các cuộc cạnh tranh từng tiểu bang một nha các bạn. Trong đó mà ứng viên tìm cách giành lấy nhiều nhất có thể số đại biểu của đảng mình.
Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa tuy có những quy định riêng và quy trình bầu cử sơ bộ về cơ bản, nhưng nó cũng giống nhau lắm. Ứng cử viên chiến thắng sẽ nhận toàn bộ hoặc một phần tương ứng với cái số phiếu mà họ đã giành được. Số đại biểu của đảng được phân bố cho từng bang. Một ứng cử viên đảng Cộng Hòa phải giành được ít nhất là 1.215 đại biểu. Còn một ứng cử viên của Dân Chủ phải giành được là 1.968 đại biểu của đảng trong mùa bầu cử sơ bộ để giành đề cử trên chức vị tổng thống. Đảng Cộng Hòa đã tổ chức các cuộc bầu cử sơ bộ ở Mississippi, Georgia, Washington và một cuộc họp đảng ở Hawaii vào thứ ba. Cùng ngày, Đảng Dân Chủ đã tổ chức các cuộc bầu cử sơ bộ tại Georgia, Washington, Mississippi, ở quần đảo Bắc Marina và cho cử tri Dân Chủ ở nước ngoài. Các đối thủ chính của ông Biden và ông Trump đã rút lui trước các cuộc bầu cử sơ bộ hôm qua. Có nghĩa là họ đã rút lui hết những cái người mà đối đầu với ông Biden và ông Trump. Họ thấy là họ sẽ không thắng nổi, cho nên họ rút lui cho một cách vinh dự. Trước đó hai ông cũng được dự đoán sẽ chiến thắng. Cựu đại sứ Liên Hiệp Quốc Nikki Haley, đối thủ cuối cùng còn lại của ông Trump, đã rút lui đầu tháng này sau khi thua liên tiếp ở 14 tiểu bang. Mặc dù một số bang vẫn chưa tổ chức bầu cử sơ bộ, nhưng với việc ông Trump và ông Biden vượt ngưỡng số đại biểu cần có, cuộc tổng tuyển cử năm 2024 coi như chính thức đã bắt đầu rồi. Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sẽ diễn ra vào ngày 5 tháng 11 năm 2024. Vâng, kính thưa quý vị, đó là vấn đề nước Mỹ, ông Trump và ông Biden. Và bây giờ thì chúng ta sẽ nói về bên tình hình đất nước Việt Nam. Ông Võ Văn Thưởng từ chức Chủ tịch nước, Đảng đồng ý. Ông Võ Văn Thưởng đã được Trung ương Đảng đồng ý cho thôi các chức vụ trong Đảng và Nhà nước, bao gồm chức Chủ tịch nước. Như BBC News tiếng Việt nhận định, từ nhiều ngày qua, ông Võ Văn Thưởng đã có đơn thôi chức và đến nay đã được Trung ương Đảng đồng ý. Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13 đã có cuộc họp bất thường vào chiều ngày 20 tháng 3 để cho ý kiến về việc cho thôi giữ các chức vụ nghỉ công tác đối với ông Võ Văn Thưởng. Ông Võ Văn Thưởng là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2021 và 2026. Theo Ban chấp hành Trung ương Đảng, ông Võ Văn Thưởng đã vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm. Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng. Ông Thưởng chịu trách nhiệm là người đứng đầu theo các quy định của đảng và pháp luật của nhà nước. Căn cứ quy định hiện hành của đảng và nhà nước và xem xét nguyện vọng của ông Võ Văn Thưởng, Ban chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để ông Võ Văn Thưởng thôi giữ các chức vụ. Chức vụ nào thì chúng ta bắt đầu lượt xem. Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2021 và 2026. Ban chấp hành Trung ương Đảng giao cho Bộ Chính trị chỉ đạo các cơ quan liên quan triển khai thực hiện các thủ tục theo quy định. Ông là Chủ tịch nước trẻ nhất trong lịch sử Việt Nam khi nhậm chức ở tuổi 53 và cũng là Chủ tịch nước tại vị ngắn nhất trong lịch sử, mới hơn 1 năm và 1 tháng. Hiện chưa rõ ông Thưởng phạm điều gì đảng viên không được làm, nhưng đã có những đồn đoán về sự liên quan của ông Thưởng đối với những sai phạm của tập đoàn Phúc Sơn, nhất là khi cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an mở rộng điều tra vụ án tập đoàn Phúc Sơn và cán bộ ở
ba tỉnh là Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi và Vĩnh Long được xác định là có liên quan. Tháng 8 năm 2011, khi đang là ủy viên Đảng Trung ương, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, ông Võ Văn Thưởng được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi khóa 18, nhiệm kỳ 2010 và 2015 thay cho ông Nguyễn Hòa Bình. Ông Thưởng làm chức này cho đến tháng 4 năm 2014. Về vụ án Phúc Sơn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, nguyên Giám đốc Sở Giao thông Vận tải là ông Đặng Văn Minh, là cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, là Cao Khoa Điều đã bị khởi tố về tội nhận hối lộ và bị tạm giam. Trong đó, ông Cao Khoa làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi từ năm 2011 đến năm 2014, cùng giai đoạn khi ông Thưởng làm Bí thư của tỉnh này. Những thông tin trên website và chính phủ Việt Nam cho thấy đây sẽ là một trong những đại án. Trong một cuộc họp thường kỳ chính phủ tháng 2 năm 2024, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết chỉ riêng hai dự án của tập đoàn này tại Vĩnh Phúc đã gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước trên 640 tỷ đồng. Ngôi sao trẻ trên chính trường. Ông Võ Văn Thưởng sinh ngày 13 tháng 12 năm 1970 tại xã An Phước, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long. Năm 1992, ông theo học ngành triết học trường Đại học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh. Giai đoạn 1993 và 2004, ông Thưởng sinh hoạt trong Đoàn Thanh niên Cộng sản và công tác tại Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó, ông làm bí thư quận của quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2004 đến 2006. Năm 2006, ông được Bộ Chính trị phân công giữ chức Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn. Sau đó, ông được bầu làm Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, giữ vị trí từ năm 2007 đến 2010. Từ tháng 4 năm 2006, ông là ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Cũng trong năm 2007, ông được bầu làm đại biểu Quốc hội khóa 12. Tháng 1 năm 2011, tại đại hội lần thứ 11 của Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Võ Văn Thưởng trở thành ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng. 7 tháng sau đó, Bộ Chính trị phân công ông giữ chức Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi. Vâng, cảm ơn tất cả quý vị đã cùng với lại Cali Sài Gòn một buổi sáng chia sẻ về tình hình ở đất nước Việt Nam và chính trị ở bên nước Mỹ. Cảm ơn tất cả quý vị thật nhiều và xin tất cả quý vị để lại những bình luận ý kiến của mình về cuộc bầu cử của ông Biden và ông Trump. Nếu thấy thông tin hữu ích, nhớ bấm like, chia sẻ và cho mình một lượt đăng ký kênh. Thành thật cảm ơn tất cả quý vị thật nhiều và xin hẹn gặp lại tất cả quý vị trong một video lần sau.